Hàng trăm mẫu băng đô đã cập nhật trên Shopee Tone Shop. Thỏa sức mua sắm với hàng ngàn ưu đãi mỗi ngày. Link gian hàng nằm ở dưới mô tả video. Lựa băng đô, lựa Tone Shop. Top 6 mẫu đầm suông che bụng béo cực hiệu quả. 1. Đầm suông chữ A. Những chiếc đầm suông có gam màu tối như nâu, đen sẽ giúp bạn che đi khuyết điểm cơ thể vô cùng hiệu quả. Nếu sợ đầm dáng suông sẽ khiến người bạn trông to ra thì những đường may cách điệu ở phần eo sẽ giúp bạn đánh lừa thị giác người đối diện. Sự kết hợp độc đáo giữa chiếc đầm suông chữ A đơn giản, cá tính và tay phồng cầu kỳ, điệu đà, trông bạn sẽ chẳng nhạt nhòa tí nào đâu nhé. Bạn sẽ trông thật ấn tượng khi diện chiếc đầm dáng suông kết hợp khéo léo giữa tay phồng nữ tính và họa tiết da báo đầy cá tính như thế này. 2. Đầm suông đuôi cá. Thích dịu dàng, nữ tính nhưng không thích rườm rà, mời bạn về đội của đầm suông đuôi cá. Điểm nhấn của chiếc đầm suông đuôi cá chính là tạo nên nét nữ tính, dịu dàng trong mỗi bước đi của bạn. Với phần chân váy xếp ly nối với thân áo dáng suông ở trên, bạn vẫn sẽ vô cùng nữ tính mà không cần diện những trang phục rườm rà kiểu cách. Đây còn là kiểu đầm giúp cô nàng chân ngắn ăn gian chiều cao vô cùng hiệu quả. Đầm suông đuôi cá sát nách cùng họa tiết caro sẽ giúp bạn trông trẻ ra vài tuổi luôn đấy. 3. Đầm sơ mi suông. Đầm sơ mi suông là sự kết hợp khéo léo giữa sơ mi oversize ở thân trên và dáng váy xòe ở thân dưới giúp mang đến phong cách vừa mạnh mẽ, năng động, vừa thanh lịch, nhã nhặn. Nàng nào thích phong cách năng động, cá tính thì hãy diện đầm sơ mi suông cùng giày sneaker khỏe khoắn. Nàng nào thích nữ tính hơn thì có thể thỏa sức làm điệu với phần cổ áo thắt nơ và chân váy đuôi cá bồng bềnh. Hay thanh lịch hơn thì có thể diện kiểu đầm sơ mi rút nhẹ ở eo như thế này. 4. Đầm thun suông. Cũng giống như đầm sơ mi suông, mẫu đầm thun suông này sinh ra để dành cho những cô nàng năng động, cá tính và thích sự đơn giản hết mức. Bên cạnh đó, chất liệu thun thoải mái, mát mẻ cùng với form dáng suông rộng sẽ vô cùng thích hợp cho những ngày đầu năm rực nắng và cần di chuyển nhiều. Kiểu đầm thun dáng suông với cổ áo thể thao sẽ giúp bạn trông gọn gàng hơn rất nhiều đấy. Đây chính là set đồ vô cùng thoải mái cho những buổi cà phê cùng bạn bè đầu năm dành cho bạn đấy. 5. Đầm suông dài. Sự rộng rãi, thoải mái chính là điểm cộng lớn nhất của mẫu đầm suông dài. Khi diện mẫu đầm suông dài này, thật khó để nhận ra bạn đã tăng bao nhiêu cân trong những ngày Tết vừa qua. Nếu cần đến những nơi yêu cầu tính nghiêm túc nhưng lại không muốn diện những trang phục ôm sát người thì bạn có thể diện đầm suông dài kết hợp thêm áo blazer mỏng bên ngoài là đã đủ thanh lịch rồi. Hãy mở màn chuyến đi đầu năm với kiểu đầm tự do, phóng khoáng này nhé. 6. Đầm suông 2 giây. Vừa quyến rũ, vừa kín đáo nhưng cũng vô cùng cá tính chính là phong cách mà chiếc đầm suông 2 giây bằng lụa này mang lại cho bạn. Vừa khoe khéo đôi vai trần gợi cảm, vừa giấu nhẹm đi vòng hai không như ý, bạn có thể yên tâm thả dáng với kiểu đầm này trong mọi khung hình. Chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thể che đi những khuyết điểm không như ý trên cơ thể nếu như biết cách chọn lựa trang phục phù hợp. Theo voh.com.vn, Tone Shop sưu tầm và tổng hợp.